Tập 30. Đám người Nhật này quá xảo quyệt rồi. Tôi lần này qua đây chính là xin anh giúp một việc. Anh nói đi. Dẫn đội du kích của anh theo tôi đến Mộc Độc, cho nổ kho đạn dược. Được. Cậu chủ, chuyện này tổ chức có biết hay không? Nếu như cấp trên không thông báo, chúng ta không thể tự mình hành động được. Anh gật đầu trước đi. Tôi sẽ báo cho bác sĩ Từ biết kế hoạch của tôi. Không được. Tất cả mọi hành động đều phải nghe theo chỉ huy. Kỷ luật chính là tính mạng. Anh không thể vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy được. Anh nói cái gì chứ? Anh nói kỷ luật với tôi. Tối hôm qua tôi trơ mắt nhìn 16 đồng chí đó, từng người từng người một ngã xuống trước mắt tôi. Và tôi không thể làm gì. Anh có biết không? Bây giờ một mình tôi sống sót trở về. Tôi biết sứ mệnh tôi còn sống chính là thay bọn họ báo thù. Anh nói kỷ luật với tôi. Tôi nói cho anh biết, bất kể tôi phải chịu hậu quả gì, tôi cũng phải cho nổ tung kho đạn dược đó. Anh có đi hay không? Đồ hèn. Anh nói gì chứ? Coi như là tôi chưa từng đến đây. Anh đứng lại cho tôi. Ông chủ Phương, tại sao anh lại đột nhiên đến đây tìm anh Cố Tam? Tôi tìm anh ta có chút chuyện thôi. Vết thương của anh thế nào rồi? May là có anh Cố Tam chăm sóc, đều khỏi rồi. Ông chủ Phương, cứ gặp anh là tôi cảm thấy rất xấu hổ. Trước đây tôi không biết anh là cộng sản đảng, 5 lần 7 lượt muốn giết anh, còn đánh bị thương Dư Hà nữa. Tôi thật sự đáng chết. Đó là điều hiểu lầm thôi. Không sao đâu. Nhưng mà tôi phạm lỗi, không thể nói miệng là xong được. Đó không phải là chuyện một người đàn ông làm. Tôi vẫn luôn kính trọng anh là một chiến sĩ kháng Nhật. Người không biết không có tội. Nào, chúng ta bắt tay. Chuyện trước đây đừng nhắc lại nữa. Vậy thì tôi lấy công chuộc tội đi. Vừa nãy là các anh nói trong phòng, tôi đều nghe hết rồi. Cho nổ kho đạn dược của quân Nhật, tính cả tôi đi. Vô thừa luôn. Tôi biết ngay tiểu tử cậu cái gì cũng không sợ mà. Ở đây cũng không hãm lại được. Tôi tuyệt đối đồng ý với kế hoạch của ông chủ Phương, cho nổ kho đạn dược của quân Nhật, đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn sống của bọn chúng. Sau đó chúng ta sẽ giết bọn chúng, đến mảnh giáp cũng không chừa. Cậu chủ à, theo tôi. Cậu chủ, anh nhìn xem. Nào. Toàn thể đều ở đây. Nghỉ. Nghiêm. Cậu chủ, thêm cả tôi, tất cả là 19 chiến sĩ. Bây giờ tất cả đều là lính của anh hết. Nghe theo sự chỉ huy của anh. Là 35 người. Các đồng chí, đốt cháy kho đạn dược Mộc Độc ảnh hưởng đối với cả chiến trường Tô Bắc vô cùng quan trọng. Chính là buổi tối hôm qua, 16 đồng chí của chúng ta trong quá trình chấp hành nhiệm vụ này, tất cả đều đã hy sinh. Ngày mai tôi thay mặt cho bọn họ cùng với mọi người kề vai chiến đấu, để hoàn thành nhiệm vụ quang vinh và gian khổ này. Tuy rằng trang bị của quân Nhật hiện đại, trang bị của chúng ta rất thô sơ, nhưng mà trận chiến này chúng ta dùng ý chí và lòng dũng cảm quyết tâm liều mạng. Chúng ta phải cho quân Nhật biết chúng ta không từ bỏ. Phải cho bọn chúng vì thế mà phải lãnh cái giá đắt.
Tôi không thể đảm bảo không có hy sinh, nhưng mà điều kiện tôi có thể đảm bảo là tôi sẽ xông lên đầu tiên. Cái này đi hướng này, cái này đi hướng kia, sau đó vòng qua đây. Đây chính là kế hoạch hành động của tôi. Ông thấy như thế nào? Nếu như cậu muốn tấn công thì quả thật quá là nguy hiểm rồi. Tối hôm qua tôi trơ mắt nhìn các đồng chí đội đột kích từng người một ngã xuống. Tôi thề tôi không tiếc bất cứ giá nào, tôi cũng phải cho nổ cái kho đạn dược đó. Như thế mới không có lỗi với sự hy sinh của các đồng chí. Tâm trạng của cậu tôi có thể hiểu, nhưng mà chúng ta vừa mới chịu thiệt hại nghiêm trọng. Đây không phải là manh động nhất thời, tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ông nghĩ mà xem, Kashima bọn họ bây giờ khẳng định là đang vui sướng ăn mừng. Bọn họ không thể nào ngờ chúng ta vừa mới chịu thiệt hại nghiêm trọng, nhanh như thế lại quay lại phản kích. Bác sĩ Từ, tôi thấy cậu chủ nói có lý lắm. Hơn nữa trước khi Bạch Văn Hoàng đi cũng nói với chúng ta, anh ta bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng chúng ta. Bây giờ kho đạn dược đã hoàn toàn bị quân Nhật nắm giữ. Nếu như hai ngày này không hành động, sau này e là không còn cơ hội nữa đâu. Về phía nhân lực, ông không cần phải lo lắng. Tôi đã liên lạc xong với đội du kích của Cố Tam. Lần này chúng tôi cùng nhau hành động. Chu Sang, mời ngồi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cục trưởng Chu, lần này hành động thành công, công lao của cậu to lắm đấy. Theo lý sẽ được thưởng lớn. Tôi đã báo lên tư lệnh quan Okamura Neji, xin ban thưởng công lao cho cậu rồi. Cảm ơn tướng quân đã khen thưởng. Lập Văn không dám tham công. Lần này có thể tiêu diệt hết được đội biệt động của bốn quân mới, hoàn toàn dựa vào mưu kế và sách lược anh minh của tướng quân. Biện chức tin với sự thần minh của tướng quân cùng thần quy của hoàng quân, bốn quân mới của Tô Bắc sẽ rất nhanh bị tiêu diệt thôi. Nào, vì chiến thắng trận mở màn của chúng ta, cạn ly. Đều ngồi xuống hết đi. Chỉ có một chiến thắng nhỏ nhoi lần này. Các vị ngồi đây, đừng để chiến thắng làm mưu mê đầu óc chứ. Thanh hương vẫn chưa bắt đầu, các vị còn gánh vác nhiệm vụ nặng nề, xa xôi lắm đó. Kho đạn dược bị tập kích, lộ ra rằng công tác phòng vệ của Tô Châu còn tồn tại hiểm họa rất lớn.
Các người phải tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt, không để cho phần tử kháng Nhật có cơ hội phản kích. Nghe rõ chưa? Rõ. Sư trưởng, Kitano và Kashima lấy rõ ràng là không tin tưởng chúng ta. Tin tưởng thì làm sao? Không tin tưởng thì làm sao? Đến chỗ chúc mừng cũng không mời chúng ta đi. Rõ ràng là không coi chúng ta ra gì mà. Ở đây vốn dĩ cũng không có chuyện của chúng ta. Như thế không phải là rất tốt hay sao? Thật sự có chuyện gì thì còn không giải thích rõ được. Tổng bộ điện đến, toàn lực tiêu hủy kho đạn, đánh loạn bố trí quân địch. Phương Nguyên, lúc này phải trông cậy hết vào các cậu rồi. Phải thật bảo trọng. Yên tâm đi. Cậu chủ, tôi đi cùng với anh. Anh biết kỹ thuật bắn súng của tôi có thể giúp anh mà. Không cần nói nữa. Cô biết là tôi sẽ không đồng ý mà. Tôi không chỉ phải chịu trách nhiệm với cô và Hồ An, càng phải có trách nhiệm với tổ chức. Điểm này không thể nghi ngờ được. Ngoài ra, tôi muốn cô giúp tôi một việc. Nếu nhỡ như tôi không thể quay lại được, giúp tôi giao bức thư này cho Như Ca. Còn nữa, nhớ như hành động thất bại, cô và Hồ Ca lập tức rút đi. Nhớ, bảo vệ cho Hồ An, chính là bảo vệ sự thông suốt điện thoại ngầm của chúng ta. Tôi đi đây. Cậu chủ à, thư tôi sẽ bảo quản tốt. Nhưng mà tôi hy vọng anh có thể sống sót trở về, có thể tự mình nói hết tất cả cho cô ấy nghe. Hai người nên có thể bên nhau mỹ mãn. Cửa trước và cửa sau, mỗi cửa có hai đội quân Nhật đang canh gác. Tòa nhà bên cạnh cũng có giọng cát. Thực ra phiền phức nhất chính là những tên đi gác lưu động này. Trong hai ngày này, đạn dược được vận chuyển đến kho rất nhiều. Trong kho không thể để hết được, cho nên đều để ở ngoài sân. Số đạn dược này có thể yểm hộ cho chúng ta. Đều hiểu hết chưa? Hiểu rồi. Vậy thì chúng ta thay kế hoạch cũ. Mọi người đều nhớ rõ nhiệm vụ của bản thân mình. Còn có đường lui nữa. Để tôi đi cùng với các anh đi, giết mấy tên Nhật đó. Không được. Thân phận của cậu tuyệt đối không được lộ, chỉ có thể bên ngoài yểm hộ thôi. Bây giờ là 10 giờ tối, sáng sớm ngày mai 5 giờ hành động. Được. Anh không sao chứ Hồ An? Không được, sắp 5 giờ rồi. Phương Nguyên bọn họ sắp hành động rồi. Chúng ta bắt buộc phải trước 5 giờ lên đỉnh núi Hàng Sơn Tự mới có thể nhìn thấy phương hướng kho đạn dược một độc. Không sao, đi thôi. Thật sự không sao chứ? Không sao. Chậm thôi. Chậm thôi. Hồ An, anh xem, phía trước chính là Hàng Sư Tử rồi. Chúng ta mau chóng qua đó đi. Anh kiên trì thêm một chút nữa. Chậm thôi. Theo kế hoạch ban đầu, lên.
Chú ý ẩn nấp. Xông lên. Đi. Lên. Lên, lên. Đánh. Lên. Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ à, cậu chủ. Thành công rồi. Phương Nguyên bọn họ đại công cáo thành rồi. Hay lắm, Ngô Nhật ném đủ rồi. Hồ An, chúng ta mau chóng về cửa hàng trang sức thôi. Xảy ra chuyện lớn như thế, đội hiến binh của quân Nhật nhất định sẽ phái người đi truy bắt. Nếu như cửa hàng không có ai, bọn chúng nhất định sẽ nghi ngờ. Được, đi. Đi thôi. Bây giờ cả thành đều giới nghiêm rồi, nhưng mà cậu chủ bọn họ vẫn chưa về. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi mà, lo chết tôi được. Bây giờ nói cũng vô dụng thôi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Được. Hai cậu đi đường đó. Dân là Cốc Đa, anh vào trước đi, tướng phó với hắn ta. Mấy người các cậu đi bên đó. Đi. Cửa hàng trang sức mở rồi hay sao? Là đội trưởng Cốc đến hay sao? Mới sáng sớm đến làm gì vậy? Sáng sớm hôm nay kho đang dựng ở một đồng bị nổ. Các người không biết sao? Thật sự là có nghe thấy tiếng nổ, nhưng mà nó ở đâu thì tôi làm sao mà biết được. Bây giờ cả thành đều điều tra người khả nghi. Báo ông chủ Phương của các người ra đây. Tôi có lời muốn hỏi anh ta. Cậu chủ tối hôm qua đã ra ngoài rồi, bây giờ vẫn chưa về. Phương Nguyên không có ở nhà sao? Đi làm gì? Ngài không biết, chồng của tôi tối qua bị ốm. Cậu chủ đi mời bác sĩ, sau đó lại đưa bác sĩ về.
Chồng của cô bệnh tại sao lại không đi? Đội trưởng Cốc, ngài nên hỏi chính bản thân mình. Bên ngoài đang cháy nổ, tôi dám ra ngoài hay sao? Được. Ông chủ Phương nếu như đã không ở nhà thì xin lỗi, tôi có trách nhiệm, tôi chỉ có thể xem một chút thôi. Hai người các cậu đi theo tôi, những người khác ở đây canh chừng đi. Dân, không được. Đội trưởng Cốc, đội trưởng Cốc à, không được đâu. Đội trưởng Cốc, ở đây dù sao cũng là nơi ở, ngày đây là tự ý vào nhà dân, không thích hợp đâu. Cái gì không thích hợp chứ? Ngài xem đây là phòng của tôi, có cái gì mà kiểm tra chứ? Đội trưởng Cốc, anh không phải là bị bệnh hay sao? Dân, đội trưởng Cốc, anh đây là đang làm cái gì? Nhà chúng tôi có gì mà lục soát? Đội trưởng Cốc à, tôi. Đội trưởng Cốc, tôi. Đây là phòng của ông chủ Phương đúng không? Đội trưởng Cốc, đội trưởng Cốc à, đội trưởng Cốc. Cậu chủ không có ở nhà, nếu như cậu chủ có ở nhà, anh dám hống hách như vậy hay sao? Chính là bởi vì cậu chủ các người không có ở nhà, cho nên tôi mới hống hách một chút đó. Đội trưởng Cốc, đội trưởng Cốc. Cậu chủ à, ông chủ Phương thì ra là ở nhà. Cậu chủ à, anh về rồi hay sao? Hồ An sau khi uống thuốc đã đỡ nhiều rồi. Cốc Đa, tôi sáng sớm ở nhà ngủ nướng một chút. Phạm Dương Pháp của nhà nào hay sao? Anh đến mức phải dẫn người xông vào nhà của tôi. Xin lỗi ông chủ Phương, chúng tôi tới đây để kiểm tra thường lệ thôi mà. Kiểm tra thường lệ cái gì? Chu Lập Văn dạy dỗ cái kiểu gì vậy? Một chút quy tắc cũng không có. Tôi cảnh cáo anh, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đó. Nghe rõ chưa? Dạ nghe thấy rồi. Thấy rồi mà. Cậu chủ nói rất có lý. Đã làm phiền rồi, chúng tôi đi đây. Đi. Dân, cậu chủ à, tại sao lại chảy máu rồi? Mau, dìu về phòng đi, nhanh lên. Chậm thôi, chậm thôi. Dư Hà, em mau giúp anh ta băng bó đi. Tôi xuống dưới xem. Để tôi xem cho. Tôi đi lấy hòm thuốc, anh đợi tôi một chút. Chậm thôi. Cậu chủ à, hai ngày nay anh đừng đi lung tung khắp nơi nữa. Vết thương ngoài da không sao đâu. Hôm nay may là có cô ở dưới lầu cản trở Cốc Đa một lúc, nếu không thì phiền phức lớn lắm rồi. Nhìn thấy anh bình an trở về, bức thư này tôi có thể trả lại cho anh rồi. Tôi ra ngoài trước đây. Một đám phế vật. Bộ đội Thanh Hương sắp xuất phát rồi. Kho đạn lại bị nổ, không có đạn dược cung ứng. Bảo binh sĩ lấy cái gì để tác chiến đây? Khốn nạn.
Đây chính là một vụ tai họa. Vô sĩ! Ông không phải là tự xưng Tô Châu là khu vực mẫu trị an hay sao? Tại sao đến kho đạn dược cũng bị nổ hả? Nhưng mà phòng vệ kho đạn dược chúng ta đã bàn giao rồi. Ông nói là trách nhiệm là việc này của tôi, đúng hay không? Bị chức không dám. Kitano Tamaki, ông nên rạch bụng lấy cái chết tạ tội đi chứ. Tướng quân Kashima, ngài cố vấn Kitano không nên rạch bụng tự sát. Xảy ra sai lầm nghiêm trọng như thế, lẽ nào ông ta không nên tạ tội với thiên hoàng hay sao? Bị chức cho rằng trách nhiệm của lần này không hoàn toàn nằm ở ngài Kitano. Cậu nói cái gì vậy? Kitano đối với tình hình Tô Châu rất quen thuộc. Chúng ta nếu như muốn tìm ra manh mối, vẫn cần ông ấy giúp đỡ lắm. Tôi bây giờ cách chức ông, phạt ông tới hậu viện của đội hiến binh cho ngựa ăn. Ngài tướng quân, khốn nạn, ông dám kháng lệnh sao? Cút ra ngoài. Chu San, cậu có cách gì để cứu giãn hay không? Bị chức đang toàn lực cứu giãn. Tôi đã mệnh lệnh phong tỏa toàn thành, từng nhà tiến hành lục soát triệt để. Ngài Kitano, uống trà đi. Cần San, cảm ơn cậu. Đừng khách khí. Ngài Kitano, bất kể Kashima bắt ngài làm gì đi nữa, tôi từ đầu đến cuối vẫn nhận định ngài mới là cấp trên của chúng tôi. Trung Quốc không hổ là một đất nước nhân nghĩa. Lúc này chỉ có một mình cậu an ủi tôi thôi. Chúng ta là đồng bệnh tương liên mà. Đồng bệnh tương liên. Ngài Kitano, lẽ nào ngài vẫn chưa nhìn ra hay sao? Chúng tôi đều là bậc thang giúp ngài trèo lên cao. Thôi được rồi, ngài Kitano, nào chúng ta đi thôi. Đi. Đi đâu? Tôi mời ngài đi nghe nhạc chứ đi đâu. Tôi làm gì còn tâm trạng đó chứ. Cậu đi đi. Tôi bây giờ cũng nên đi đến đội hiến binh cho ngựa ăn rồi. Cách làm khi nãy của cậu rất tốt. Tiếp tục nói đi. Kiểm tra nội bộ là quan trọng nhất. Không có nội gián thì làm sao mà dẫn giặc ngoài vào được? Bốn quân mới dám liên tiếp lén đánh đột kích kho đạn dược, chứng minh vô cùng quen thuộc đối với nơi đó. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng có người trong nội bộ tiếp ứng. Cậu cho rằng đối ứng sẽ là ai? Cái này bị chức không biết, nhưng mà người của cận ngữ đường canh gác ở đó lâu rồi, nghi ngờ rất lớn. Lại là sư đoàn cảnh vệ. Tôi vẫn luôn không yên tâm đối với sư đoàn cảnh vệ. Bọn họ đối với hoàng quân không đủ trung thành, đối với hành động thanh hương cũng không nhiệt tình. Nếu như một khi có vấn đề gì xảy ra, hậu quả không dám nghĩ đến. Được, cậu về trước đi. Đốc thúc thuộc hạ của mình phải kiểm tra nghiêm ngặt cho tôi. Vâng.
Thông báo cận ngữ đường, bảo cậu ta lập tức đến gặp tôi. Dân. Nghiêm. Nghiêm. Kitano, cho ngựa ăn quen chưa? Cũng được. Chu Sang, cậu thấy Kitano có phải là phù hợp với công việc bây giờ hay không? Vậy thì Kitano, tiếp tục làm đi nha. Đứng lại. Có khách đến hay sao chứ? Dân ạ. Biko đâu? Ở trong phòng mà. Còn ai nữa không? Còn có ngài Masui à? Masui, ngươi là đồ khốn nạn. Cậu là nỗi sỉ nhục của đế quốc. Cáo từ. Ta phải giết chết hắn ta. Chú à, cháu và Hideo là thật lòng yêu nhau mà. Cậu xin chú tha cho anh ấy đi. Đến Trung Quốc không phải là để cho cháu yêu đương. Chú à, cháu và Hideo là thật lòng yêu nhau mà. Cháu muốn gả cho anh ấy. Cậu xin chú cho chúng cháu kết hôn đi. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, ta đang lo lắng nắm bắt lại thế cục. Cháu lại muốn kết hôn, hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt. Nếu như đã muốn kết hôn như vậy, một tên Masui gieo cỏn con xứng đáng để cháu gả hay sao? Chú à, bây giờ Kashima ngày ngày nghĩ cách hành hạ ta, làm khó cho ta. Những năm nay ta vất vả đóng quân ở Tô Châu, muốn biến Tô Châu trở thành mô hình kiểu mẫu công dinh Đại Đông Á. Kashima làm rối lên như thế, hoàn toàn làm rối hết thế cục của ta. Tướng quân Kashima, tại sao ông ấy phải làm khó chú chứ? Ông ta vốn dĩ là tinh anh tinh nhuệ của quân Quan Đông. Năm đó quân Quan Đông ngông cuồng tự đại, nhiều lần không được phê duyệt tự mình hành động, thường khiến cho đế quốc trên chiến trường quốc tế rơi vào thế bị động và cô lập. Vì vậy, ta đã phát biểu ngôn luận kịch liệt một cách chọn lọc, cộng thêm đả kích. Cho nên, hắn ta mới ôm hận ta, muốn diệt trừ tránh hậu quả. Vậy thì chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đây? Nhẫn nại, lại nhẫn nại. Thời cơ luôn luôn xuất hiện trong bước đường cùng. Kashima sớm muộn sẽ hiểu thôi. Ở Tô Châu rốt cuộc là ai có thể cười cuối cùng? Cho nên Miko, cháu chính là một vũ khí của ta đó. Cho nên ta giao cháu một trọng trách quan trọng đi. Vũ khí? Cháu không cần phải hiểu. Nhưng mà sau này không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được gặp điên Masui Hideo. Trong sư đoàn cảnh vệ có người thông đồng với cộng sản. Kho đạn dược bị nổ có liên quan đến họ. Tướng quân tôi hy vọng các cậu có thể trên chiến trường chứng minh lòng trung thành với thiên hoàng. Cần ngữ đường chính là một mãnh hổ vô cùng lợi hại. Sắp lên chiến trường, bọn họ không phải là muốn cướp công đầu của chúng ta sao? Đây là một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể làm suy yếu thực quyền của tôi, lại có thể muốn đem quân của tôi làm lá chắn.
Giết chết Kashima, nếu như không thể rút lui được, anh cũng phải cùng chết với Kashima, đồng ý gả cho anh đi. Sau đó ở trong hôn lễ ám sát Kashima. Hôm nay Cận Ngữ Đường tuyên bố trước mặt nhiều người, muốn trước khi hành động, Thanh Hương kết hôn với Trần Dư Ca, hủy hôn lễ đi. Tôi bắt buộc phải kết hôn với cô. Kế hoạch ám sát Kashima tiến hành, chỉ có mình và Dư Ca hai người biết thôi. Em có thể kết hôn với Cận Ngữ Đường. Cận Ngữ Đường sắp ra chiến trường rồi, em có biết hay không? Anh không muốn chúc phúc chúng tôi sao?